Vũ Hồng xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở địa chỉ 135B đường Hoàng Sư Nhị, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Căn nhà nằm kế căn góc mặt tiền đường Hoàng Sư Nhị nha. Cái hướng này rẽ phải là mình sẽ đi ra ngoài cây xăng Hiệp Quế ngay đường bờ kinh Tân Hóa. Đường phía trước mặt mình là đường Trịnh Đình Trọng ha. Đường Trịnh Đình Trọng phía trước mặt là mình là đường Trịnh Trọng. Ở đây là mặt tiền đường Hoàng Sư Nhị ha. Thì căn mình nằm kế căn gốc. Đó, hồi đưa trước ba căn này chung một chủ nè. Chủ bán ra cái căn giữa cái căn này. Thì cái căn này chiều ngang là 2m4 và chiều dài là 5m. Diện tích đất công nhận được là 12m ha, một trệt hai lầu nha. Một trệt với hai lầu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Ở đây là khu vực chợ buôn bán sầm uất ngay chỗ khu vực chợ ha. Mình rẽ phải là mình đi thẳng ngay chỗ cây xăng Hiệp Quế trên đường bờ kinh Tân Hóa, đường bờ kinh Tân Hóa ha. Còn đi ra đó là Trịnh Đình Thảo luôn. Thì cái căn nhà mình là cái căn ở giữa này. Đó, cái căn này nè. Đó. Chiều ngang của nhà mình là chiều ngang là 2m4, chiều dài là 5m nha, chiều dài là 5m1. Đó, ngang 5m4, ô 2m4 và chiều dài là 5m1 ha. Căn nhà nằm kế căn gốc nha, căn gốc bỏ. Căn gốc này bỏ, căn kế bên á, ngay chỗ xe chỗ Hồng Đậu á, ngang 2m4 nha. Khu vực này thì đường thông đường nhựa không à. Đó, đường thông đường nhựa không à. Đó, cái đường này nó hơi lơi chút xíu, đường Hoàng Sư Nhị là nó đi bọc đây, bên kia là đường Trịnh Đình Trọng. Địa chỉ mặt tiền đường nha, địa chỉ là mặt tiền đường mình lọt lòng là 2m4 ha. Chiều ngang lọt lòng là 2m4, chiều dài là 5m1 nha. Chiều dài là 5m1 ha. Ngang 2m4, 5m1 và có chủ quyền hồng điện chính nước chính luôn ha. Ngay vị trí mặt tiền đường thuận tiện buôn bán kinh doanh luôn nha. Nhà một trệt với hai lầu ha. Nhà vệ sinh ở đây. Đó. 1.700.000.000 nha. 1.700.000.000 ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với kênh Nhà Đất Sài Thành nha. Số điện thoại là 0933 797979 ha. Mặt tiền đường luôn nha. Đây có cái ban công phía bên ngoài nè ha. Rồi lên trên lầu 2 nha. Lầu 2 ha, một trệt với hai lầu nha. Giá 1.500.000 sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. À đằng kia kìa. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình 135B đường Hoàng Sư Nhị,
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình hướng chính là hướng Bắc ha. Chủ nhà đang kêu bán chốt với giá là 1 tỷ 700 triệu đồng căn nhà này nha. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng nhân tên là diện tích chiều ngang là 2m4 và chiều dài là 5m1. Ha, chiều dài là 5m1 ha. Giá là 1 tỷ, giá bán là 1 tỷ 700 triệu đồng giá chốt luôn ha. Rồi chú Hồng xin chào nha.